Xin gửi lời chào tới toàn thể cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Em là Quỳnh Phạm và hôm nay lên sóng với tất cả quý khách hàng. Thì bên Quỳnh Phạm lại về được khá chi nhiều cái phụ kiện, đó chính là cái màng loa hay còn gọi là cái côn đấy các bác. Thì đối với sản phẩm côn loa này thì chuyên dụng để thay cho những cái dòng loa yến, ví dụ như loa HP5000 này, HP4000, HP6000 đó đều có thể sử dụng được. Và hàng này đợt này Quỳnh Phạm về toàn bộ là hàng nhập khẩu hết, hàng tại nhà máy sản xuất và đưa ra thị trường, chứ không phải là hàng sản xuất nhái, hàng giả sản xuất ở tại Việt Nam. Thì Quỳnh Phạm cũng xin nói luôn này, tất cả cái hàng côn này các bác có thể quan sát kỹ ở đây, cứ từng một hộp nhỏ như này. Đây các bác nhìn đây, họ sẽ đóng linh kiện vào trong một cái hộp như này. Thứ nhất là cái màng titan này nó có một cái công dụng là nó truyền tải âm thanh ra tiếng rất đanh, sáng tiếng, khỏe tiếng và tiếng rất trong và sáng. Đó, riêng cái dòng màng titan này thì Quỳnh Phạm đưa ra thị trường được anh em rất là thích sử dụng luôn. Và bây giờ Quỳnh Phạm sẽ đi khui ra cho mọi người xem này. Khi nhận hàng về các bác sẽ nhận được một cái sản phẩm màng titan như thế này, hay còn gọi là côn loa HP5000 hoặc là côn loa nhà yến cũng là nó. Hàng này là hàng nhập khẩu này, anh em nhìn kỹ này. Đó, đầu tiên là đi về chất liệu. Chất liệu của nó toàn bộ là màng tatium hay còn gọi là màng titan đấy các bác. Rất là dày. Đây các bác nhìn này, độ dày của nó này, rất là dày luôn. Các bác nhìn tay em dí này. Đó, tay dí này, các bác nhìn tay không ạ? Em dí rất chi là mạnh. Nhưng các nhìn này, nó không bị lún, không bị, nói chung là không bị móp méo nó. Tại vì cái màng của Việt Nam thì nó rất là mỏng. Đó, nó rất là yếu màng, cho nên là khi anh em về chúng ta đánh nó rất là dễ thủng màng loa. Còn riêng cái sản phẩm dòng loa nhập khẩu này, dòng côn này, nhập khẩu tại nhà máy sản xuất ra những cái chiếc loa yến đưa ra thị trường thì nó rất là bền. Đó, màng của nó rất là dày. Các bác nhìn màng titan này. Đó, nó đổ rất chi là dày như này, các bác nhìn nhá. Nhìn là biết này, đây anh em nhìn kỹ giúp em. Đó, quay gần cho mọi người xem này, các bác nhìn này. Đó, các bác nhìn thấy không ạ, em zoom gần này. Nhìn là biết luôn về chất liệu và về cái nước keo của nó, các bác nhìn nước keo này. Đó, rất là chắc luôn, không bao giờ bị hở mép đâu nha mọi người nha. Đó, và về cái đường mạch của nó này. Đấy, các bác nhìn kỹ này. Về cái đường mạch của nó cũng rất là chắc chắn luôn. Đó, tâm lý các bác mua hàng nhá. Nhiều người mua hàng có tâm lý rất chi là buồn cười luôn. Cứ nói đến hàng Trung Quốc cái là không thích dùng hàng Trung Quốc. Tại vì ở những cái người đấy là đã gặp phải những cái cơ sở không uy tín, người ta đã là tạo ở trong lòng các bác mất niềm tin đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc. Nhưng thực ra em nói thật với mọi người nhá, riêng các bác mà dùng hàng Trung Quốc mà mua được hàng đúng nhà máy, chuẩn hàng trung ương của nội địa Trung Hoa, nói thật là các bác luôn, hàng của nó quá là xịn sò luôn ấy. Em nói thật luôn ấy, kể cả nó là những cái nước gì ạ, đứng đầu trong lĩnh vực phát triển về ngành công nghiệp, xuất khẩu hàng đi tất cả các nước trên toàn thế giới, từ nước Mỹ là nước rất là lớn, phát triển rất là mạnh, mà vẫn phải đặt hàng ở Trung Quốc để sản xuất, thì các bác biết rồi phải không ạ? Chứ các bác đừng coi thường hàng Trung Quốc. Quỳnh Phạm nói luôn nhá, không phải là em bán hàng mà em nói như vậy đâu. Kể cả em không bán hàng Trung Quốc, em vẫn khen nước Trung Quốc. Tại vì sao? Nước của nó thứ nhất là dân trí rất là đông, và cái thứ hai nữa là người ta rất là giỏi trong những cái lĩnh vực là công nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, người ta rất là giỏi. Đó, kể cả về những cái ngành điện tử luôn, Việt Nam mình phải xách dép theo chạy theo 100 năm nữa mới đuổi kịp. Đó, cho nên là các bác mua hàng đừng có tâm lý là em ơi, anh không lấy hàng Trung Quốc đâu nhá, Trung Quốc dùng đều bó mẹ. Nhiều các bác khách nói với em đúng như vậy các bác ạ. Thực sự nghe xong câu nói đấy em thấy nó làm sao ấy. Cho nên hôm nay tại buổi video này lên đây cho anh em biết này, em nhìn hàng này. Và Quỳnh Phạm nói luôn nhá, em chủ yếu là bán hàng Trung Quốc, em nói thật luôn. Còn hàng nhập khẩu Indo em cũng có. Đó, nhập khẩu những nước khác Quỳnh Phạm cũng có, nhưng hàng đến với em, hàng nước nào Quỳnh Phạm nói rõ. Quỳnh Phạm chả sợ gì mà phải giấu là không dám nói là nhập hàng Trung Quốc cả. Tại vì sao? Hàng chủ đạo của em chủ yếu là hàng Trung Quốc. Nói luôn nhá, riêng nhập được hàng tại nhà máy của Trung Hoa, hàng quá ok luôn, hàng rất chi là đẹp. Các bác đừng coi thường hàng Trung Quốc, đấy là em nói luôn. Còn trên tay em đây là một cái lá côn này sản xuất tại nhà máy của Trung Quốc luôn. Đó, các bác nhìn từ cái vòng đồng của nó này, anh em nhìn từ vòng đồng của nó này, nó cuốn rất chi là đẹp luôn. Đó, và từ cái mối hàn của nó này, các bác so với hàng Việt Nam xem. Hàng Việt Nam ấy, mới là hàng gọi là Việt Nam khựa ấy, các bác hay gọi là hàng tàu khựa, em thấy Việt Nam khựa thì đúng hơn. Tại vì hàng của Việt Nam rất chi là xấu. Đó, từ cái mối hàn luôn, nhưng hàng nhìn hàng tàu này, hàng quá chi là đẹp luôn, hàng tại nhà máy luôn, sản xuất tại Việt Nam, hàng trung ương luôn, hàng nhà máy chuẩn chỉnh luôn. Riêng cái dòng sản phẩm này là hàng côn zin theo chiếc loa yến này. Đây các bác nhìn này, đây là loa yến của Trung Quốc sản xuất, HP5000. Và đây là côn zin, anh em nhìn kỹ này. Nói luôn nhá, hàng côn này là côn zin đi theo loa, theo nhà máy. Cho nên là đợt này em về loa, dòng loa này em vừa mới về kho được
500 cái loa yến này và em về được 2.000 lá côn titan này. Ngoài côn titan này, đợt này em về là có cả màng phíp lẫn màng titan. Khi các bác đặt hàng, các bác lưu ý, các bác lấy màng phíp thì phải nói rõ. Màng phíp thì nó có một cái ưu điểm gì à? Nó sẽ giảm cái độ thủng côn lâu hơn là cái màng titan này. Titan này nhá, ví dụ các bác đánh quốc hoa ấy, bình thường các bác vặn lên bao nhiêu ạ? Vặn lên độ tầm 80 đúng không? Là tiếng nó mới to đối với màng phíp. Nhưng mà đánh titan này các bác chỉ cần kích lên 50 thôi, tiếng nó đã rất đanh, chói và khỏe tiếng rồi. Đấy là Quỳnh Phạm nói thật lòng luôn. Tại vì màng titan này có nó có một cái công dụng và một cái ưu điểm là tiếng nó ra rất khỏe, rất trong, rất sáng và rất là đanh. Cảm giác nghe rất là to tiếng ấy. Tưởng tượng như vậy, em nói như vậy cho dễ hiểu. Còn màng phíp của nó thì độ bền của nó hơn màng này. Đó, nó cũng dày tương tự thôi, nhưng mà nó lại dai hơn, nó bền hơn. Nhưng âm thanh của nó khi chúng ta nghe nó lại bí hơn. Tại vì sao? Cái nào nó cũng đều có ưu và nhược điểm. Cho nên anh em mua hàng, anh em thích bền thì anh em dùng màng phíp. Đó. Còn anh em mà chúng ta thích gì ạ? Thích đanh, thích khỏe thì chúng ta dùng màng này giúp em. Màng phíp các bác nào mà đánh thổi chim cũ biển ấy thì anh em lắp màng phíp vào để chúng ta đánh, tiếng nó ra nó sẽ hay hơn. Còn anh em nào mà đánh quốc hoa ấy, đánh con kình kịch ấy, thì các bác lắp cái màng này vào giúp em. Màng titan này chúng ta đánh sẽ hay hơn. Anh ơi, chạy vào trong kho lấy em một cái màng phíp đây. Đó anh em nhá, bây giờ em sẽ cho các bác xem một cái màng phíp để các bác so sánh này. Đó, còn hàng này toàn bộ hàng chuẩn nhà máy luôn. Anh em nhìn này, và Quỳnh Phạm báo giá luôn cho anh em nhá. Riêng trên thị trường Quỳnh Phạm không biết người ta đưa tới tay các bác giá như sao. Riêng màng nhà em, hàng chuẩn, hàng chất lượng, hàng đúng của nhà máy, hàng zin theo loa, Quỳnh Phạm đang bán với giá 35.000 một cái nha các bác nha. Quỳnh Phạm báo giá công khai luôn, tự tin báo giá với anh em luôn để chúng ta dễ mua bán luôn. Và bên nhà em bán đồng giá 35.000 một cái. Màng trên thị trường Quỳnh Phạm không quan tâm và Quỳnh Phạm cũng không biết là màng ở đâu. Nhưng riêng đến với em, màng zin theo loa, màng chuẩn tại nhà máy luôn, sẽ có giá 35.000 một chiếc. Đó, sẽ có hai mẫu như này. Màng phíp này, các bác đánh quốc biển, chúng ta nên dùng màng phíp. Còn nếu chúng ta mà đánh kình kịch ấy, hay còn gọi là con tràng thì con quốc hoa ấy, thì anh em lắp màng titan này vào thổi cho sướng đời ông mặt trời nha. Đây là hai mẫu này. Đó, chuẩn luôn nha các bác nha. Đó, riêng hàng titan này là chuẩn luôn, hàng loa đánh yến. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Đây là hai mẫu này, 35.000 một chiếc nha mọi người nha. Quỳnh Phạm nói luôn là không bao ship đâu. Các bác lấy nhiều thì em sẽ bao ship cho mọi người. Các bác lấy một hai cái, một vài cái, Quỳnh Phạm xin phép là các bác thanh toán tiền cước toàn quốc cho em là 30.000 nha mọi người nha. Đó, hàng này rất trời là đẹp luôn. Các bác nhìn này. Đó, đây là hàng Trung Quốc nha. Quỳnh Phạm nói luôn hàng nhập khẩu Trung Quốc nha, chứ không phải hàng Việt Nam đâu. Nhìn nó đã khác rồi. Không, các bác không tin em có thể mua một cái hàng Việt Nam chúng ta sản xuất xem, nhìn nó đã khác nhau rồi. Từ cái mối hàn lẫn cái xương đã khác nhau rồi. Anh em nhìn thấy không? Đó, lớp titan rất chi là dày. Đó. Ngoài sản phẩm màng này ra, bên Quỳnh đầy đủ phụ kiện. Bán cái gì có phụ kiện linh kiện để thay thế cái đấy. Bán âm ly gì có linh kiện cái đấy. Bán loa gì có linh kiện này đấy. Đó, cho nên anh em yên tâm nhé. Mua hàng bên shop của em, các bác cháy là các bác có đồ để quay lại mua, có đồ để thay, cho nên các bác yên tâm không phải lo lắng gì cả. Đó, ngoài sản phẩm này ra, phụ kiện sân máy, loa đài, âm ly đầy đủ và quan trọng nữa, Quỳnh Phạm nhận gia công lưới cho tất cả quý khách hàng. Anh em đang xem có nhu cầu nhớ qua shop ủng hộ cho em nha. Chúc toàn thể quý khách hàng chúng ta lên đơn hàng thành công. Xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác ở buổi video sau nhé.